Xin chào các em, cô là cô giáo Nguyễn Khánh Linh. Ngày hôm nay, cô rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình dạy tiếng Việt lớp 2. Trước khi bắt đầu vào buổi học, các em hãy chuẩn bị sẵn một số đồ dùng học tập sau. Vở ô ly, bút mực và vở nháp. Nào, chúng mình đã sẵn sàng bắt đầu vào bài học chưa? Các em hãy cùng cô tham gia một trò chơi nhỏ để khởi động cho bài học ngày hôm nay nhé! Trên màn hình của cô sẽ xuất hiện 3 từ. Nhiệm vụ của chúng mình là sắp xếp các từ tạo thành câu. Xem ai nhanh, ai đúng nhé! Thật nhanh nào! Chúng mình đã xếp xong chưa? Cô mời em đọc đáp án của mình lên nào. Thưa cô, câu của em là thỏ gặp sóc ạ. Thưa cô, em xếp câu sắp gặp thỏ. Dạ, thưa cô, câu của em là sắp gặp thỏ ạ. Cảm ơn các em, chúng mình rất giỏi đấy. Cô thấy rằng các em có hai cách xếp câu. Sóc gặp thỏ, thỏ gặp sóc. Vậy là với ba từ, các em đã có thể xếp được thành các câu khác nhau. Bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ được tìm hiểu rõ hơn về các từ và câu mà chúng ta nói, viết hàng ngày nhé. Nào, hãy cùng cô tìm hiểu ngay bây giờ. Ở hoạt động nhận biết từ và câu, cô có 3 bài tập dành cho chúng mình. Nào, cô mời em đọc cho cô yêu cầu bài số 1. Thưa cô, em đọc bài tập số 1. Nhìn tranh, chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc được vẽ dưới đây. Học sinh, nhà, xe đạp, múa, trường, chạy, hoa hồng, cô giáo. Để giúp các em hiểu cách làm bài tập này, cô sẽ hướng dẫn chúng mình với hình thứ nhất nhé. Các em hãy quan sát hình thứ nhất, rồi tìm tên gọi phù hợp với hình đó. Đây là gì nhỉ? Thưa cô, đây là trường ạ. Rất giỏi, đây là trường. Các em đã hiểu cách làm chưa? Nào, hãy cùng thực hiện nốt về các hình còn lại nhé! Các em đã làm bài xong chưa? Không khó đúng không nào? Chúng mình cùng quan sát lên màn hình để đối chiếu kết quả nhé! Thưa cô, số 1 trường. Số 2 học sinh. Số 3 chạy. Số 4 cô giáo. Số 5, hoa hồng. Số 6, nhà. Số 7, xe đạp. Số 8, múa. Tốt lắm! Các em vừa tìm đúng tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc được vẽ trong bức tranh. Cô sẽ chia các từ này về 3 nhóm như sau. Các từ chỉ người là học sinh, cô giáo. Các từ chỉ vật là trường, nhà, xe đạp, hoa hồng. Các từ chỉ việc, hoạt động, chạy, múa.
Ngoài các từ này, cô tin rằng các em có thể tự tìm được rất nhiều từ chỉ người, vật, hoạt động khác nữa đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2, luyện tập ghép từ để tạo thành câu. Các em hãy quan sát lên màn hình nhé. Đây là bài tập số 2. Cô mời một bạn đọc cho cô yêu cầu đề bài nào. Thưa cô, bài tập số 2 là ghép từ ở cột A với từ ở cột B để tạo thành câu. Các em đều hiểu yêu cầu đúng không? Bài tập này không làm khó chúng mình đúng không nào? Cô sẽ cho các em 15 giây để suy nghĩ và làm bài, xem ai làm xong nhanh nhất nhé! 15 giây, bắt đầu! Chúng mình đã ghép xong chưa? Cô mời các em đọc đáp án bài làm của mình. Các bạn khác nhớ nghe kỹ để đối chiếu kết quả nhé! Học sinh múa hát. Hoa hồng thơm. Sơn ca hót. Vừa rồi, chúng mình rất giỏi khi đã biết sử dụng từ để tạo thành câu. Theo cách này, các em có thể tạo ra những câu có nội dung phong phú hơn. Ví dụ như, học sinh múa hát trong ngày khai trường. Hoa hồng thơm ngát. Sơn ca hót véo von. Chúng mình hãy vận dụng cách tạo thành câu vừa học để hoàn thành bài tập tiếp theo nhé! Trước khi đến với bài tập số 3, cô mời chúng mình cùng theo dõi một số đoạn hoạt hình ngắn sau. Chúng mình hãy để ý xem các bạn nhỏ đã làm được những việc gì nhé! Bống ơi, con thu dọn đồ chơi lại để mẹ lấy chỗ gấp quần áo nhé! Bống dọn đồ chơi. Con giúp mẹ gấp quần áo dần nhé, để mẹ đi thu nốt chỗ còn lại. Anh gấp quần áo. Ôi, nhiều hoa quá. Chúng ta cùng kết hoa thành vòng đi, sẽ đẹp lắm đấy. Ừ, chúng ta sẽ làm thành một vòng kết hoa thật to. Các bạn kết vòng hoa. Các em ơi, vừa rồi chúng mình thấy rằng bạn Bống thì dọn dẹp đồ chơi này, anh của Bống thì gấp quần áo, còn các bạn gái thì kết vòng hoa. Vậy còn các em, hôm nay chúng mình đã làm được những việc gì? Chúng mình cùng thực hiện bài tập số 3 nhé. Yêu cầu của bài là
Em hãy đặt một câu nêu một việc em đã làm. Em học bài. Em và chị gái rửa cốc. Em vẽ tranh. Rất giỏi. Các em học sinh đang xem chương trình ơi, chúng mình đã đặt được câu chưa nhỉ? Hãy cùng quan sát lên màn hình xem các bạn khác đặt câu như thế nào nhé. Em quét nhà. Bạn Minh rửa rau. Các bạn Nam thích đá bóng. Chúng em đọc truyện. Vừa rồi, các em đã biết sử dụng từ để tạo thành câu sao cho phù hợp. Sau khi xem xong chương trình, các em hãy tự đặt câu và viết lại vào vở ô ly nhé. Chú ý này, đầu câu viết hoa, cuối câu nhớ có dấu chấm. Các em đã được học bảng chữ cái tiếng Việt từ năm lớp 1 rồi. Và trong bài học của lớp 2, chúng mình sẽ tìm hiểu tên của từng chữ cái nhé. Hôm nay, cô Linh sẽ giới thiệu cho chúng mình tên của 9 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Việt. Trước hết, các em hãy quan sát bảng sau. Nhiệm vụ của chúng mình là tìm các chữ cái còn thiếu ở trong bảng nhé. Thưa cô, chữ cái còn thiếu là... Vừa rồi, các em đã điền đầy đủ các chữ cái còn thiếu rồi. Bây giờ, chúng mình hãy đọc chữ cái và tên chữ cái lần lượt theo hàng ngang nhé. Ví dụ ở hàng thứ 5, các em sẽ đọc như sau. C. Tương tự hàng ngang thứ 7, ta sẽ đọc là D. Các em đã hiểu cách đọc chưa nào? Bây giờ, chúng mình thực hiện lần lượt từ số 1 đến số 9 nhé. D D E E E. Rất tốt. Bây giờ các em hãy đọc lại cùng cô tên của 9 chữ cái đầu trong bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Chú ý, tên của 9 chữ cái nằm ở cột thứ 3. Nào, lắng nghe cô đọc mẫu nhé. A, Á, Ớ, B, C, D, D, E, E, A, Á, Ớ,
B, C, D, D, E, E. Các em có đọc kịp không? Bây giờ chúng mình tự đọc to lại một lần nhé. A, á, ở, B, C, D, D, E, E. A, á, ở, B, C, D, D, E, E. A, á, ở, B, C, D, D, E, E. Bây giờ, chúng mình cùng đến với một trò chơi để luyện tập thêm về tên của các chữ cái nhé. Các em hãy cùng quan sát lên màn hình. Những chiếc găng tay ở đây đang được để rất lộn xộn. Trên mỗi chiếc găng tay có chứa chữ cái hoặc tên của chữ cái. Nhiệm vụ của các em là hãy ghép những chiếc găng tay này thành đôi sao cho chữ cái cùng cặp với tên của chữ cái nhé. Thưa cô, B. C. D. E. D. Giỏi. Các em hãy học thuộc tên của 9 chữ cái này bằng cách đọc đi đọc lại thật nhiều lần nhé. Bây giờ các em cùng đến với phần nghe viết nhé. Chúng mình đã chuẩn bị sẵn các đồ dùng, vở ô ly, bút mực và vở nháp chưa nào? Chúng mình phải thật chú ý khi viết để không dây mực ra vở nhé. Đoạn văn này nằm ở cuối bài đọc Tôi là học sinh lớp 2. Bây giờ cô sẽ đọc lại một lần. Các em hãy đọc thầm theo cô. Tôi là học sinh lớp 2. Chúng tôi tranh nhau kể về chuyện ngày hè. Ngay cạnh chúng tôi, mấy em lớp 1 đang rụt rè níu chặt tay bố mẹ. Thật giống tôi năm ngoái. Trước các em, tôi thấy mình lớn bổng lên. Đây là đoạn văn mà các em sẽ nghe và viết. Chúng mình quan sát kỹ một số chữ có thể viết sai. Các em hãy tự viết lại những chữ này vào vở nháp một lần nhé. Tranh nhau. Tranh nhau. Rụt rè. Rụt rè. Níu chặt. Níu chặt. Giống. Giống. Năm ngoái. Năm ngoái. Lớn bổng lên. Lớn bổng lên. Trước khi viết bài, các em cần lưu ý những điều sau. Về chữ viết hoa, các em cần viết hoa tất cả các chữ đầu mỗi câu. Về cách trình bày đoạn, khi viết tên đoạn văn,
Các em lùi từ lề vào ba ô ly. Khi trình bày đoạn văn, chúng mình chú ý đầu đoạn lùi từ lề vào một ô ly. Viết hết dòng, xuống dòng viết sát lề. Về cách nghe viết, khi nghe cô giáo đọc hoặc người thân đọc, các em lắng nghe hết cả một câu hoặc một cụm từ, một phần trong câu. Sau đó, chủ động ghi nhớ rồi mới đặt bút viết. Về tư thế ngồi viết, các em chú ý tư thế ngồi viết phải thoải mái, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi, hai chân để song song thoải mái, một tay cầm bút, một tay tì nhẹ lên mép vở để giữ vở. Các em cần nhớ rõ những điều lưu ý nhé. Sau tiết học ngày hôm nay, các em có thể xem lại chương trình trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam để có thể nghe viết đoạn văn này. Buổi học ngày hôm nay, các em đã được học cách ghép các từ để tạo thành câu, được tìm hiểu tên của một số chữ cái và đừng quên thực hiện nghe viết đoạn văn "Tôi là học sinh lớp 2". Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Tạm biệt các em! Thầy cô, bố mẹ và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Dạy tiếng Việt lớp 2 nhé!